Kinh văn Anan. Cùng tột cội nguồn cái thấy của ông từ cung Nhật Nguyệt đều chính là vật chứ chẳng phải ông. Cho đến cả bảy ngọn núi Băng Giang xem xét cùng khớp, tùy phát ra vô số ánh sáng cũng là vật chứ chẳng phải ông. Lần lần quan sát mây nổi chim bay, gió động bụi mù, rừng cây núi sông, rau cỏ người thú đều là vật chứ chẳng phải ông. Giảng giáo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rất vi diệu, khó có thể diễn nói được, khó có thể hình dung ra được, chỉ bằng cách tự lĩnh ngộ lấy mà thôi. Giống như cái gì? Không thể diễn tả được. Sao ông lại hỏi nó giống như cái gì? A Nan, cùng tột sức thấy của ông. Xem xét nó đến mức cùng tột, tận cùng tánh thấy của ông. Từ mặt trời, mặt trăng đều chính là vật chứ chẳng phải ông. Cho đến cả bảy ngọn núi Băng Giang. Bảy ngọn núi Băng Giang, Thất Kim Sơn. Bảy ngọn núi này bao quanh núi Tu Di. Bao quanh bốn phía núi Tu Di là bảy ngọn núi Băng Giang. Mỗi ngọn lại được bao quanh bởi bảy biển lớn chứa bảy loại nước hương. Những ngọn núi này ở đâu? Quý vị hỏi, tôi sẽ đến lấy ít vàng về làm giàu. Tôi sẽ không nói. Nếu nói, quý vị sẽ đến lấy vàng, rồi vàng ở núi đó sẽ càng kiệt dần, làm sao còn được gọi là núi vàng nữa? Tu Di trong tiếng Phạn có nghĩa là diệu cao. Bao quanh bốn phía núi Tu Di là bảy lớp núi vàng. Bây giờ tôi sẽ nói cho quý vị nghe vài điều. Cho dù quý vị chưa thọ năm giới, quý vị cũng không được ăn trộm vàng ở núi ấy. Vàng trong núi này là của tôi. Nếu quý vị ăn trộm vàng ở núi của tôi sẽ đọc thần chú và đầu của quý vị liền bị đau nhức, khiến cho quý vị không thể nào lấy trộm được vàng. Đừng tìm cách bắt nạt vị sư thầy. Ông ta có rất nhiều năng lực. Hãy nhìn mọi nơi thật kỹ. Hãy dùng thiên nhãn của mình để nhìn. Hãy dùng Phật nhãn của mình để nhìn. Hãy dùng Huệ nhãn của mình để nhìn. Xem xét cùng khớp, tùy phát ra vô số ánh sáng, cũng là vật chứ chẳng phải ông. Trong tất cả những hiện tượng này, nói cho tôi biết cái gì là của ông, tìm nhanh. Lần lần quan sát mây nổi bồng bềnh trôi qua lại trên bầu trời, chim bay qua đầu, gió động. Tôi chẳng biết cách nào hơn để giảng giải những dòng này trong kinh văn. Tôi phải dừng lại và thưa hỏi Lục Tổ Đại Sư. Ở đây kinh văn nói rất rõ là gió động, nhưng Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh nói rằng chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động. Rốt ráo cái gì động? Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh nói tâm nhân giả động. Ở đây dù vậy cũng chưa rõ được tâm ai động. Tâm quý vị động hay tâm tôi động? Phải chăng tâm người nào khác động? Thế tâm ai động? Tôi phải làm sao để giải thích câu kinh này? Chẳng có cách nào để giải thích. Người ta không biết cái gì động. Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh nói rằng chẳng phải gió động. Ở đây kinh Thủ Lăng Nghiêm nói gió động. Quý vị cho chỗ nào đúng? Nếu quý vị nói tâm động, chẳng phải gió động,
Thế thì tâm ai động? Quý vị trả lời: con không biết. Quý vị không biết, thế thì chẳng phải tâm quý vị động. Nếu tâm quý vị không động, thì tâm ai động? Được rồi, tôi sẽ giải thích theo nghĩa của kinh văn này, theo khía cạnh nôm na nhất. Chúng ta chỉ nói đơn giản là gió động, tâm quan niệm không động, tâm tôi không động, tâm người khác không động. Gió động và thổi khói đen cùng hơi nước. Sự chuyển động của gió biểu thị cho sự nổi nóng. Ngọc Hoàng nổi giận làm gió bão, nhổ bật rễ cây và thổi tung nhà cửa. Bụi mù. Làm sao bụi giấy mù lên được? Bụi tự giấy lên được không? Không. Bụi giấy mù trời là do gió thổi. Ban đầu bụi nằm yên hiền lành trên mặt đất, bụi rất an tường tự tại, nhưng gió đến đuổi đi. Thức dậy và đi ngay. Thế nên bụi trở mình và tung bay mù mịt. Thế bụi làm việc gì? Quý vị hỏi. Nó bám vào mọi thứ trên thế gian này, nó làm cho mọi thứ dơ bẩn. Đó là công việc của bụi. Bụi khiến cho mọi nơi đều dơ bẩn. Quý vị hiểu không? Rừng cây, núi sông, rau cỏ, người thú. Vẫn còn nhiều vật khác. Rau cỏ và nhiều loại vô sinh, cùng người và súc vật. Tất cả đều là vật, chứ chẳng phải ông. Trong lần phân tích cuối cùng, có phải những hiện tượng này, có phải chúng chính là tánh thấy của ông? Trả lời ngay, nói nhanh. Đoạn kinh này có phong thái gạn hỏi. Này tôi hỏi quý vị, phải trả lời thật nhanh, sao quý vị không chịu nói? Vì sao ý này được diễn đạt ở đây? Có phải đó là chính thực, là vật chứ không phải là quý vị? Đây gọi là đánh cho một hèo khiến bừng tỉnh, thức tỉnh những người đang trong cơn mê muội. Anh ta bị đem ra thẩm vấn, như thể là trước quan tòa khi xử án. Anh có ăn trộm không? Nếu có, hãy tự thú nhanh. Nếu không, hãy tự biện minh. Ha ha ha, 问什么的说呵。